Xin chào các bạn học sinh 2k7. Xin chào các em. Thì uh, hôm nay thầy có livestream phần uh, luyện đọc quảng cáo tờ rơi. Thì uh, đây là một dạng uh, mới trong đề minh họa năm 2025. Thì uh, cái bài đọc uh, uh, quảng cáo cũ trong đề minh họa là 3 câu, còn trong đề minh họa mới là lên 6 câu. Ngoài ra thì thay bài đọc thông báo bằng bài đọc tờ rơi là nâng từ 3 lên 6 câu luôn là hôm nay là thầy có chữa cho các em tầm 30 câu thì 30 câu này thầy đã soạn khá là kỹ 30 câu này thầy đã dành tất cả tinh hoa của thầy để soạn những câu này cho các em các em có thể xem tròn bộ cái livestream này để xem được là nó sẽ như thế nào ở đây mà bạn nào mà chưa có file á, thì các em có thể qua bên phở bò của thầy để các em lấy file á bên phở bộ của thầy thì uh, các em có thể uh, lấy file được cái bản từ vận luôn bản từ vựng ở đây là có 50 câu à, 5, 50 từ chứ 50 từ gọi là quan trọng trong cái phần livestream hôm nay thì uh, livestream trên fanpage là thầy sẽ tổng hợp 50 từ á còn như mà bạn nào mà học trong uh, khóa S Master pro của thầy là sẽ tổng hợp 100 uh, từ và một buổi luyện đề buổi luyện đọc như vậy là sẽ live uh, 50 câu 48 50 câu còn fanpage thì hãy like tầm uh, 30 câu nha Rồi thì uh, mấy em uh, cho thầy một tim để thầy uh, livestream phần này nè Chào Phạm Trí nha, chào Thúy Di, chào Tâm Minh nha Chào bạn Minh tớp tớp nha Thích người có người yêu hả? Bảo hơn <laughs> Rồi thì uh, hãy sửa phần này cho kem nha Câu số 1, kem coi dùng câu nào đây? Câu số 1, thả tim nào? Comment nhiệt tình lên mấy em ơi exploring dining delights khám phá niềm vui ăn uống delight danh từ là niềm vui, dining là ăn uống à. Khám phá niềm vui ăn uống. Rồi câu số 1 mình coi dùng giới từ gì đây. Những cái câu này là hay soạn đúng form để minh họa luôn nha. Who will I share table? Rồi ở đây quan trọng nhất là cái chữ share này nè, nó sẽ đi với giới từ gì? Thì He... Mấy coi chữ từ nào đây Rồi bạn nào chọn đúng 6 câu này thầy thưởng quà cho Rồi ở đây là share something with somebody Chia sẻ cái gì đó với ai đó Ở đây cái somebody nó đặt bỏ nó, nó đổi thành chữ hu á Bởi vì đây là câu hỏi rồi Thì somebody thì thay vào chữ hu Thì ở đây mình sẽ dùng giới tự with Câu A nha Who will I share a table with? Câu A Ai là người mà tôi sẽ chia sẻ các bạn với Câu A Share something with somebody Rồi, we have great stories Liệu họ có những câu chuyện tuyệt vời để kể Hay là chỉ ngồi im lặng thôi Or just sitting silence If you often bother these questions Nếu bạn thường xem xét những cái câu hỏi này Bonder là kiểu như là suy nghĩ á uh, Xem xét nếu bạn thường suy nghĩ những câu hỏi này trước khi đi ăn ở bên ngoài thì chúng tôi có rồi hai mi câu số 2 kem em coi dùng câu nào đây? Rồi, mấy em hạ tim nhiệt tình cho thầy nào, hạ tim nào mọi người ơi, bên tớp tớp, bên phở bò nè. Điểm danh nè. Câu số 2, ở đây câu này về từ loại, chữ news là danh từ thì trước danh từ mình dùng tính từ. Mình sẽ loại được câu A câu B. Câu A excite là làm ai đó vui á. Câu B là danh từ, excitement. À, niềm vui. Còn câu C hay câu D thì uh, mấy em nhớ đề minh họa không? Để minh họa là ra boring hoặc là bored. Thì ở đây mấy em phân biệt cho hay nè. Tính từ đuôi đi là chỉ trạng thái người. Ví dụ I am tired, tôi mệt. Còn tính từ đuôi in là chỉ tính chất của người hoặc vật. Ví dụ như là this book is interesting, uh, she is an interesting girl. Thì câu này nè, news là tin tức. Rồi, ở đây sẽ chỉ tính chất nha. Cô D Exciting News. Chúng tôi có tin tốt, tin thú vị. A new restaurant, một nhà hàng... À, một cái concept, em. A new restaurant concept, một cái khái niệm nhà hàng mới. Rồi, câu số 3 là một chủ đề ngữ pháp gì đây? Một cái uh, kiểu ngữ pháp nào, mấy em? Câu số 3. Rồi, mấy em coi kỹ với thầy nha. Câu số 3. Ở à, đây, mấy em nhìn nè. À cái động từ thứ nhất trong câu này á là nó nằm trong cái đáp án á là chữ con là động từ thứ nhất là con động từ thứ hai là chữ is thì các em nhớ cho thầy một câu mà có hai động từ thì mình bắt buộc phải dùng mình để hệ nha một câu mà có hai động từ bắt buộc phải dùng mình để hệ ở đây mình sẽ loại được câu d ở đây dùng is uh, con bị động như vậy là sai nha bắt buộc phải có mình để hệ còn câu c có đúng không ở đây câu C nó đang dùng nghĩa chủ động á. Ở đây cái này cái khái niệm nhà hàng mới là tự gọi hay là được gọi là tự gọi là sai đúng không? Rồi đúng nhất câu này là câu B nha các em. Ở đây mình dùng rút gọn mình để quan hệ dùng với ba đi. Thì cái con này nó sẽ giống với which is called cái mà được gọi. Câu này là câu B nha. Rút gọn mình để quan hệ dùng với ba đi dùng khi động từ mà nghĩ bị động và đề tạo quan hệ làm chủ ngữ trong câu của B. Một cái khái niệm nhà hàng mới được gọi là die and connect là ở đây để transform chuyển đổi cái trải nghiệm ăn uống của bạn. Rồi when you rồi câu số 4 là một câu về collocation. Câu số 4 kem em coi dùng câu nào? Ở đây uh, mấy để nè, reservation là việc đặt chỗ. Ở đây là phải dùng một động từ gì đây? Đặt chỗ. Rồi mấy em nhớ cho thầy nha. Sau này đi hy á mà thấy có reservation thì mấy em nhớ cho thầy mình sẽ dùng hai động từ đó là make hay là book a reservation là đặt chỗ nha. Nhớ kỹ cho thầy. Make hoặc là book a reservation đặt chỗ. Thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu B. Book động từ là đặt chỗ á, không phải cuốn sách đâu nha. Câu B. Đó, make A reservation Bạn nào để ý là để minh họa ra cái cụm Mac make contact à, Bạn nào để ý thì sẽ thấy à. Cái này là câu B Khi bạn đặt chỗ, bạn có thể đọc lướt qua, xem lướt qua, browse Bạn hãy xem lướt qua những cái hồ sơ của những người ăn uống thân thuộc, thân quen á. Fellow Bạn sẽ thấy được những cái sở thích ẩm thực của họ Culinary là ẩm thực à sở thích ẩm thực rồi món ăn yêu thích Và thậm chí là Rồi câu số 5 Các em coi dùng câu nào đây Câu số 5 đây, một, đây, là một dạng mới trong đề Minh Họa nè Thì cái dạng này mình gọi là trật tự từ Thì chủ yếu là nhiều bạn làm sai câu này Bởi vì mấy em không biết được là đặt cái từ nào lên trước hết Thì mình coi phân tích từng cái nha Ở đây chữ social là tính từ đúng không Media là danh từ Addiction là danh từ Hay là highlight cũng là danh từ á thì ở đây cái chữ social tính từ thì chắc chắn nó sẽ đứng đầu nha. Bởi vì á, một trong hai cái này thôi. Nó sẽ là đóng vai trò làm cụm danh từ. Thì trước danh từ mình dùng tính từ á, thì social chắc chắn là sẽ đứng đầu. Mình loại được câu B và câu D. Thì ở đây ngữ cảnh này nè, mấy em coi coi là dùng addiction hay là highlight. Cái chỗ này đang thấy là gì Bạn sẽ thấy được những cái sự hết ẩm thực, những cái món ăn yêu thích và thậm chí đang nói mấy ý tích cực đúng không? Rồi ở đây đúng nhất mình dùng câu C Social media highlights Những cái điểm nhấn mạng xã hội của họ Câu C Highlight là những cái điểm nhấn Câu A addiction là cái sự nghiện rồi Câu này đúng nhất nó sẽ là câu C Điểm nhấn mạng xã hội Rồi choose your darling companions Lựa chọn những người đồng hành ăn uống của bạn Dựa trên những sở chung Whether you want rồi câu số 6 mấy em dùng câu nào đây? Rồi mấy em hả tim hay nha. Bên tấp tớp nè. Không hả tim gì hết à. Bảo hơn kít <laughs> không hả tim mà không like đâu. Câu số 6 ở đây want to do something. Muốn làm gì? Câu C. Dù cho bạn muốn gourmet cuisine ẩm thực hảo hạng. Gourmet là hảo hạng á. Rất là ngon luôn. Ẩm thực hảo hạng hay là trao đổi những câu chuyện du lịch rồi with với die and connect Ăn uống và kết nối Mỗi bữa ăn trở thành một cơ hội Để hình thành forge Hình thành những cái tình bạn mới Và tận hưởng những cuộc trò chuyện rất là vui luôn Delightful Bon Appetit Bon Appetit Cái này từ tiếng Pháp á em ờ, Chúc ngon miệng à. Bon Appetit Là chúc ngon miệng Con này là câu xe Rồi tiếp nha <laughs> Ok, chạy lên nào. Hãy qua tiếp cái bài đọc tờ rơi nha. Cái câu này hay xịn đó. Nên là chạy lên. 3 trên 6. <laughs> à, hãy hãy uh, trong uh, đề đại học nha. Thì uh, 12 câu đầu là trong bài đọc quảng cáo với tờ rơi thì thầy uh, nghĩ là là phần dễ nên là mấy em ráng lấy full điểm nha thầy nghĩ là khó trong đại, đại học là không có rơi vô phần này chỉ là vô mấy cái bài đọc sau á cùng lắm là khó là một hai câu thôi à nên là ráng lấy điểm nha rồi right. to conserve energy start at home để tiết kiệm năng lượng bắt đầu ở nhà let's explore what we can do at home each day to save energy hãy khám phá chúng ta có thể làm gì ở nhà và mỗi ngày để tiết kiệm năng lượng facts and figures sự thật và con số ở Hoa Kỳ rồi câu số 7 mấy em coi dùng câu nào đây buildings những tòa nhà sao rồi phrasal verb ở đây đúng nhất mình sẽ dùng chữ account for chiếm tỷ lệ các em nhớ cái phrasal verb này dịch là chiếm tỷ lệ account for nó giống với chữ makeup á. còn pick up là nhặt lên nè hay là đón ai đó pick me up at the airport câu b check out là loại bỏ còn cô D go off là có thể là nổ tung hoặc là rang chuông nha. Go off có thể là nổ tung hoặc là ren chuông. con này cô C. Ở Hoa Kỳ là những tòa nhà chiếm 40% tổng cái lượng tiêu thụ năng lượng tổng số tổng cái lượng tiêu thụ năng lượng á. Rồi câu số 8, các em coi dùng câu nào đây? Câu số 8 liên quan tới từ cùng trường nghĩa nè số 8 Ở đây để nha Chữ household này là danh từ số nhiều đúng không? Chữ household, danh từ đuôi S là danh từ số nhiều Thì mình sẽ loại được câu Câu B và câu C á Câu B, câu C thì nó sẽ cộng với danh từ không được Amount là một lượng gì đó Volume cũng là một lượng luôn Cái này là nó giống giống với amount á Nó cũng cộng danh từ không được Qua đi là chất lượng rồi Ngữ cảnh này nếu mà dùng chất lượng hộ gia đình gì đó là không có đúng nha. Ở đây mình sử dùng number. Bởi vì number nó sẽ cộng với danh từ số nhiều. The number of households để uh, number of cộng với danh từ số nhiều á. Số lượng hộ gia đình mà sử dụng đồ sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng thì đã gia tăng, has increased. Yet, tuy nhiên, nhiều người vẫn lãng phí điện. This unnecessary. Câu số 9. Mấy em coi dùng câu nào đây. Câu số 9 cái gì em không cần thiết cái gì ở đây mình để ý, ngữ cảnh này đang nói là lãng phí lãng phí điện đúng không thì ở đây câu số 9 đúng nhất mình dùng chữ consumption nha cái việc tiêu thụ việc tiêu thụ không cần thiết này là đóng góp cho biến đổi khí hậu và hóa đơn tiền ít tăng cao utility là tiền ít tiền ít là liên quan tới mấy cái điện nước ga em à, hóa đơn tiền ít tăng cao câu này là câu a là tiêu thụ không cần thiết á lãng phí quá. Storage là việc lưu trữ. Câu C là tiền tiết kiệm. Saving. Câu D là sự nhận nuôi hoặc là sự thực thi. Câu này là câu A. Rồi, hãy qua tiếp nha. Positive action, hành động tích cực. Switch to led bulbs, chuyển qua bóng đèn LED. Thì những cái này sử dụng á. Use những cái này sử dụng tới 8 sử dụng ít hơn 80% năng lượng so với bóng đèn truyền thống và kéo dài lâu hơn, giúp làm giảm cái gì? Câu 11. À câu số 10. Câu số 10 là từ cùng trường nghĩa nè. Em coi dùng câu nào đây. Gửi comment nha, Hiếu Nguyễn, Ngọc Ngân Thanh nhàn Mình tập tớ, tớ nè, Bảo Ngân. Thích học TDT gì đây. <laughs> Rồi đúng nhất là ở đây là giảm gì mấy em? Giảm hóa đơn tiền điện nha. Câu C electricity bills, bill hóa đơn giảm hóa đơn tiền điện. Câu A award là phần thưởng rồi, à phần thưởng. Còn cái này là lương wage, lương trả theo tuần. Còn pension là lương hưu, đây là lương hưu. Câu này là câu C. unplug devices uh, gỡ phích cắm những thiết bị khi mà không sử dụng. Thì many electronics Nhiều đồ điện tử là hút năng lượng thậm chí khi mà bị tắt vì vậy là làm cho nó trở thành một thói quen để rút vít cắm những cái đồ sạc nè chargers rút vít cắm những cái đồ sạc máy tính và câu 11 câu này về từ chỉ số lượng à cái câu 11 chọn câu nào đây câu số 11 Devices Rồi ở đây Devices Mấy em để ý đây là danh từ đuôi SCS Thì nó sẽ là danh từ số nhiều Danh từ số nhiều thì mình sẽ loại được câu A và câu D nha Bởi vì á, câu A câu A và câu D nó là đại từ Là nó sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc là tân ngữ trong câu Nó sẽ không cộng với danh từ em Nó sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu á Là nó không cộng với danh từ nha Cái kiểu cái, cái chữ orders này mình dịch là những người khác hay là những cái khác còn cái the orders này là những người còn lại Hoặc là những cái còn lại nha. Nó sẽ không cộng với danh từ. Ở đây loại luôn câu C. order là cộng danh từ số ít. Ở đây mình dùng câu B. Order. Cộng danh từ số nhiều. Order devices. Và những thiết bị khác để làm giảm cái rác thải năng lượng. To reduce energy waste. Câu này là câu B. Order cộng với danh từ số nhiều. Rồi qua tiếp câu 12 nha. Nếu mà để nói rõ mấy cái order này đó Thì mấy em nhớ nè Order cộng danh từ số nhiều Còn cái chữ orders nè Cái chữ orders này nó sẽ bằng với order cộng danh từ số nhiều Còn cái chữ đi orders á Cái chữ đi orders Nó sẽ bằng với đi order Cộng danh từ số nhiều nha đó, nếu mà gọi là hiệu bản chất thì là sẽ như vậy mấy em Rồi câu 12 nha Câu 12 mấy em coi dùng câu nào? Câu này về liên từ Trong đề minh họa là là ra cụm uh, instead of á. Câu 12 mấy em coi dùng câu nào đây? Đề minh họa hay thấy ra mấy cái liên từ lạ cũng khá là nhiều á. Uh. Như có cái liên từ này nè, irrespective of. Rồi, ở đây coi kể đáp án nào đúng nhất đây. Cái này bắt buộc phải hiểu kỹ cái nghĩa của cái câu này nói về cái gì nhỉ mấy em thầy thấy để làm cái dạng này tốt thì mình phải ráp đáp án ABCD vô á cái nào phù hợp nghĩa thì mình chọn câu A due to là bởi vì due to là bởi vì nha cái chữ này nó bằng với chữ because of là bởi vì còn câu B on behalf of là thay mặt cho cái cụm này dịch là thay mặt cho câu C as a result of something mình dịch là là kết quả từ là cái quả từ á. Còn câu D, irrespective of. Cái chữ này thì bằng dưới cụm uh, regardless of, ghi regardless. Regardless of, mình dịch là bất kể hay là bất chấp. Rồi đây mấy em ráp nghĩa vô coi, cái nào đúng nhất đây. Rồi đúng nhất câu này mình dùng câu D mấy em, irrespective of something, bất kể nha. Rồi mấy em coi dịch nha. Dịch nghĩa nè. Bất kể những nguồn năng lượng hiện tại của bạn là gì thì hãy xem xét những cái lựa chọn năng lượng tái tạo như là lắp đặt tại pin mặt trời solar panels bởi vì chúng không chỉ làm giảm dấu chân carbon mà còn tiết kiệm tiền cho bạn trong dài hạn in the long run thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu d bất kể đó. kiểu như ý câu này có nghĩa là cho dù là nguồn năng lượng hiện tại của bạn đang xài là gì thì bạn nên xem xét những cái nguồn năng lượng tái tạo đó bởi vì nó sẽ giảm được cái khí thải carbon khí hại nhà kính á à, còn tiết kiệm tiền cho mình nữa nên ở đây mình dùng câu d là đúng nhất nha bất kể hay là bất chấp đó thì cái dạng này thì mình cứ ráp nghĩa vô để ráp từ đáp án vô á thì chọn đáp án đúng nhất mình phải dịch nghĩa phải hiểu được ngữ cảnh của câu này nói về cái gì Tìm minh họa là nó ra instead of á Nhưng mà để chính thức nó sẽ có thể ra mấy cụm này nè Nên bắt buộc là mấy em phải biết nghĩa mấy cái này nha Rồi, uh, mấy em thấy hay thì nhớ tim cho thầy nha Ở đây bạn nào mà thấy hay á, Mấy cái mấy cái uh, buổi live like trên fanpage cũng khá là xịn á Thì bạn nào mà muốn làm những cái tài liệu xịn như vậy nữa đó Thì mấy em có thể tham khảo khóa học của thầy Thầy, dài tầm, thầy dành tầm uh, 15 giây thầy nói nha Hiện tại là cái khóa học của thầy á là cũng đang giải những cái buổi luyện đọc như thế. Đó, hiện tại là một tuần này học bốn buổi đó, từ vựng ngữ pháp, luyện đọc với luyện đề. Là tất cả những video là đều được lưu lại hết, video livestream á đều được lưu lại hết. Ờ, thì những cái đề là buổi luyện đọc là sẽ được bố, ôm bám sát để minh họa luôn. Đó thì trong cái khóa học của thầy á là sẽ có tổng hợp bản từ vựng như vậy nè. Đối với đề và luyện đọc luôn, 100 từ luôn nha trên fanpage là chỉ có 50 từ thôi. đó còn bài đọc thì sẽ làm nhiều hơn nữa. nên là bạn nào mà muốn uh, tăng cường thêm năng lực thì cứ hãy tham khảo học của thầy nhé. muốn được tư vấn thì nhắn tới fanpage để thầy tư vấn cho nhé. rồi còn bây giờ thầy uh, sửa tiếp cái phần này cho em. ha. À. nên là hãy like fanpage uh, hay tiktok thì uh, ráng uh, cố gắng cùng thầy nhé. <laughs> rồi eco wave a simple solution for responsible e waste recycling. eco wave cái giải pháp đơn giản của bạn cho việc tái chế rác điện tử có trách nhiệm. Looking to safely dispose. Ôi câu này hơi bị hay luôn à. Câu 13, chữ này rất là hay gặp trong đề đại, đại học luôn. Năm nào hay giải đề đại, đại học, đề trường sở cũng gặp hết em. Gặp hơi nhiều luôn nha, chữ này. Rồi mấy em nhớ cho thầy nè, mình sẽ có một cái phrasal verb đó là dispose of something là vứt bỏ nha chữ này nó giống với chữ uh, get rid of something Đề trường sở năm nào giải cũng có cái cái chữ này hết mấy em. Nhớ kỹ với thầy nha. Dispose of something. Nó sẽ giống với get rid of something là vứt bỏ. Câu này nó sẽ là câu C. Câu C. Là bạn có đang tìm cách vứt bỏ an toàn những cái đồ điện tử cũ của bạn hay không? Là câu C. Thì equal wave thì ở đây để làm cho nó dễ dàng tiện lợi và rồi 14 Con này phải từ loại Con này từ loại hơi 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 <laughs> Hơi bị xẻ nha Đọc không kể là chọn sai câu 14 liền Con này phải từ loại đó Con này mình chọn đáp bán không Câu 14 Đọc thật kỹ nha 14 <laughs> Ở đây quan trọng nhất là cái chữ friendly này Friendly Thường thường mấy em thấy mấy cái từ đuôi ly là trạng từ đúng không? Nhưng mà một số từ đuôi ly nó là tính từ nha. Ví dụ như chữ friendly nè. Friendly ugly nó là tính từ thì uh, ở đây mình sẽ cần một chữ bổ nghĩa cho tính từ đúng không thì thường mấy em nhớ chữ gì bổ nghĩa cho tính từ được đó là trạng từ nha các em câu này là câu d trạng từ sẽ bổ nghĩa cho tính từ hoặc là mấy em nhớ cho thầy á là cái chữ environmental uh, environmentally friendly cái quy cái cụm này nè mình dịch là thân thiện với môi trường nha các em nhớ nhớ kỹ cho thầy environmentally friendly là thân thiện với môi trường Câu này nó sẽ là câu D Environmentally friendly Bạn nào chọn câu C là sai Chọn câu C là ví dụ đó nha Câu này nó sẽ là câu D Environmentally friendly Nhớ chày luôn nha Một cụm một cụm luôn á Mấy em sợ quyên cái này lên từ Oxford là nó ra nha à, Và thân thiện với môi trường Electronics Những cái đồ điện tử như là laptop Điện thoại và thiết bị trong nhà Chứa đựng những cái Uh, nguyên liệu gây hại mà không nên kết thúc ở những cái bãi trung lấp Landfuse và eco wave thì rồi câu số uh, 15 về kiến thức danh động từ và động từ mẫu 15 các em coi dùng câu nào <laughs> sai không sao đâu thất bại là thất bại là mẹ thành công mà rồi mấy em nhớ cho thầy là dedicated to doing something nha. Tâm huyết làm gì á, cống hiến làm gì? Dedicated to doing something. Thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu B. Dedicated to doing something, tâm huyết làm gì, cống hiến làm gì nha. Thì câu này là câu B. Và eco wave thì tâm huyết trong việc tái chế những cái đồ dùng này một cách có trách nhiệm. Rồi câu 16. Rồi hãy qua cái phần trật tự từ nè. Câu 16. Rồi bây giờ mình coi đáp án nào đúng nhất đây kem. em. Để coi kỹ nha. Ở đây cái chữ uh, Certify là tính từ á. Được chứng nhận. Recycling là danh từ. Process là danh từ. Thì chỉ có cái này tính từ thôi đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ đứng đầu. Bởi vì uh, uh, trước danh từ là tính từ á. À thì mình ra công an luôn hả? Rồi ra công an luôn em. Công an đúng nhất nha. Ở đây recycling process là quá trình tái chế Quá trình tái chế được chứng nhận nha Nhớ kể cho hệ cầm này luôn nè Recycling process là quá trình tái chế Quá trình tái chế được chứng nhận của chúng tôi Là không chỉ ngăn cản thiệt hại về môi trường Mà còn cẩn thận chiết xuất Extract là chiết xuất Mà còn cẩn thận chiết xuất Những cái nguyên liệu tái sử dụng được Rồi 17 17 các em coi ký hức về cái gì đây Câu số 17 Coi kỹ nha Coi kỹ, coi kỹ Câu số 17 Đầu tiên là mình dịch coi nó nghĩa chủ động hay bị động mấy em Ở đây là giảm nhu cầu cho tài nguyên mới Dịch là thấy giống nghĩa, nghĩa chủ động đúng không Ở đây bạn nào chọn của B là có dần sai nha Nếu mà which thì which thế cho cái gì Cái này danh từ số nhiều thì ít nhất nó cũng phải chia số nhiều mấy em à, Loại của B nha rồi ở đây mình dùng câu A, câu C hay câu D. Ở đây động từ MSCS à? Sai nha. Thì ở đây, mấy em nhớ cho thầy nè. Nếu mà đằng trước có một cái mệnh đề, rồi có dấu phẩy, thì mình có thể dùng vũ in. Lúc này là mình sẽ gọi là rút gọn mệnh đề. Rút gọn mệnh đề. Nếu mà đằng trước có một mệnh đề, rồi dấu phẩy, thì mình có thể dùng vũ in nha. Thì vũ in ở đây nó sẽ thay thế cho cả một mệnh đề phía trước luôn. Thì nó ở đây mình dùng reducing. Thì mấy em coi nè, ở đây đằng trước là một cái mệnh đề nha. Chỉ có cái nó dùng cấu trúc nó lấy bên so thôi. Là cái quá trình tái chế được chứng nhận của chúng tôi không chỉ ngăn cản thiệt hại môi trường mà còn cẩn thận chiết xuất những cái nguyên liệu tái sử dụng được. Là điều này làm giảm nhu cầu cho những tài nguyên mới. Ở đây bạn nào mà muốn hiểu theo cái rút gọn mình để quan hệ đó, thì reducing ở đây cũng có thể hiểu được luôn Là cái reducing ở đây á, Là nó sẽ giống với cái gì Nó sẽ giống với which reduces Bởi vì trong phần mình đề quan hệ á, Thì đằng trước mà có một mệnh đề rồi có dấu phẩy Thì mình có dùng which Để thay thế cho cả một mệnh đề phía trước Lúc này which mình dịch là điều này nha Điều này thì sẽ chia switch nha à, Điều này làm giảm nhu cầu cho những tài nguyên mới Rồi câu số 18 Các em coi dùng con nào đây Câu 17 có thể hiểu theo rút gọn mình đề như vậy hoặc là rút gọn mình đề quan hệ. Câu số 18. Rồi câu này mấy em coi dùng động từ nào đây. Rồi mấy em nhớ nó cho thầy nè. Câu số 18. Ở đây có như seriously thì mấy em nhớ cho thầy mình sẽ có một cái thành ngữ đó là take something seriously. Mình dịch là cái này là idiom nha mấy em. Đó. Take something seriously. Nhìn mấy cái động từ vậy thôi chứ uh, thực chất cái này là idiom em. Thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu D. Idiom này mình dịch là cân nhắc, cân nhắc một cái gì đó một cách nghiêm túc á, cân nhắc một cách nghiêm túc nha. Câu này là câu D. Take something seriously. Cân nhắc một cách nghiêm túc. Ở đây là chúng tôi cân nhắc an toàn dữ liệu một cách nghiêm túc. Uh, tất cả những thiết bị thì hoàn toàn được xóa sạch wipe ở đây giống với chị erase á, xóa sạch hoàn toàn được xóa sạch để bảo vệ sự riêng tư của bạn uh, bằng việc lựa chọn EcoWave bạn không chỉ uh, dọn dẹp cái sự hỗn độn clutter cái sự hỗn lộn cái sự uh, hỗn độn mà bạn còn đóng góp cho một hành tinh sạch hơn và xanh hơn con này nó sẽ là câu D Take something seriously rồi tiếp nha Cái chữ uh, wipe thì nó giống với chữ này nè mấy em Nó bằng với chữ uh, eraser Mấy em nhớ cái á, Cục gôm mà eraser Động từ eraser Xóa xóa bỏ Rồi hãy qua tiếp cái uh, bài đọc từ uh, tờ rơi nha Rồi mấy em thấy hay thì hãy tiêm cho thầy nha Ui, mấy cái này hơi bị hay đó Trời ơi mình phải nhiệt tình lên nào, nhiệt tình, nhiệt tình thả tim, 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 không là sau này thầy không la like bài đọc ở đâu. <laughs> Tại vì trong đề đại học thì cái bài đọc dạng này là nó dễ nhất đó. <laughs> Stay healthy, trở nên lành mạnh, hiểu về nutrition, hiểu về dinh dưỡng và làm thế nào thể hiện được chế độ ăn uống của bạn. What is nutrition? Dinh dưỡng là gì? Nutrition, dinh dưỡng là khoa học của làm thế nào mà cơ thể sử dụng thức ăn để duy trì sự sống, à, duy trì sức khỏe và hỗ trợ sự phát triển. Rồi it involves câu 19, phrase verb nào đây em? Câu số 19. Thầy là 246 à, 20 giờ. Rồi ở đây đúng nhất câu này là câu B, figure out, hiểu được á, hay là tìm ra, figure out hiểu được, hay là tìm ra ở đây là nó bao gồm việc hiểu được những cái chất dinh dưỡng khác nhau mà cơ thể chúng ta cần như là carbohydrate, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, mineral khoáng chất à. rồi câu số à đây dịch nghĩa nè. go out là đi chơi, à. go out đi chơi. câu c put out là dập tắt lửa, put out the fire. Câu D pass out là bất tỉnh em Become unconscious Ngất á, bất tỉnh luôn Rồi câu số 20 Đây, mình lại gặp tiếp mấy cái liên từ nè Cái này thì thầy uh, thấy á Bạn nào mà làm mấy cái phần này hay bị sai á Cách duy nhất để mấy em làm tốt Thì uh, uh, Làm bài tập Kiểu như mà giáo viên mà có thể soạn cho mấy em Tầm 50 câu toàn liên từ như vậy nè Làm bảo đảm là quen Trên fanpage thì Ờ uh, uh, chắc thầy không like đâu thầy sẽ like trong rút kính nếu mà bạn <laughs> nếu mà nhiều bạn cần thì chắc thầy sẽ like nhưng mà cái này thì trong khóa S Master Pro của thầy thầy sẽ like nhiều cái này tại vì cái này khá là quan trọng à, câu 20 20 các em coi dùng câu nào đây rồi cái này phải hiểu nghĩa nha dịch nghĩa nè câu A là mặc dù Inspire of là mặc dù câu B on account of là bởi vì nghe bởi vì à. câu C là bất chấp hay là bất kể á irrespective of Còn cô D là ngoài ra In addition to là ngoài ra Rồi mấy em coi nghĩa coi Dùng câu nào đây Câu số 20 Rồi, dịch nghĩa rồi coi làm được không Rồi, đúng nhất câu này nó sẽ là câu B với mấy em Bởi vì nha On account of là bởi vì Rồi mấy em coi dịch nghĩa nè Bởi vì vai trò quan trọng của nó trong việc duy trì mức độ năng lượng hỗ trợ chức năng miễn dịch immune là miễn dịch đó hỗ trợ chức năng miễn dịch và thúc đẩy sức khỏe tổng thể nên là cái Rubber nutrition dinh dưỡng phù hợp là cần thiết hiểu một cách đơn giản như là sao nghĩa là bởi vì cái vai trò quan trọng của nó trong việc thực hiện những điều này nên là dinh dưỡng phù hợp là rất cần thiết đó kiểu bởi vì vì vậy thì câu này là câu b bởi vì cái vai trò quan trọng của nó trong việc làm những cái hướng này à, vì vậy là cái dinh dưỡng phù hợp thì rất là quan trọng thì câu này nó là câu b nha bởi vì mấy em rồi tiếp nha cái này thì nhiều, hay nghĩ là nhiều bạn sẽ làm sai á tại vì mấy em không có hiểu được cái Cái uh, người cảnh của câu thì cách để làm tốt nhất là mình phải làm bài tập nhiều dạng về mấy cái này nè tại trong đề minh họa là nó ra mấy cái liên từ lạ không à rồi common types of nutrients những cái hệ loại Chức dinh dưỡng phổ biến Rồi đầu tiên là Carbon Hydrate These are the body's primary Rồi câu 21 là từ cùng trường nghĩa nè 21 mấy em coi dùng con nào đây Câu này thì uh, Thầy nghĩ là chắc làm được à chứ không khó đâu ha Ở đây có Of Energy Rồi đúng nhất thì mấy em nhớ cho thầy một cụm nha Source of Energy Nguồn năng lượng Source là cái nguồn á uh, Source of Energy Nguồn năng lượng những cái này là nguồn năng lượng chính của cơ thể mà được tìm thấy trong thức ăn như là grains à? ờ, ngũ cốc hả? À? cốc, trái cây và rau. Câu A cause là nguyên nhân à? cause of something là nguyên nhân. Root hay là rễ cây á. À? Rễ cây hay là nguồn gốc. Câu C resource là tài nguyên à? Cái này thường đi với cụm gì mấy em nhớ không? Natural resources. Tài nguyên thiên nhiên thường ừ, là nó đi với cái này nè natural resources tài nguyên thiên nhiên nha con này phải dùng mà source of energy rồi tiếp nha proteins protein cần thiết cho việc xây dựng và sửa chữa các mô thì protein có thể được lấy từ thịt đậu và sản phẩm liên quan tới sữa dairy products dairy là liên quan tới sữa là tips to improve your diet những cái lời khuyên để cải thiện cái uh, uh, chế độ ăn uống của bạn. <laughs> cái đi làm tốt là đăng ký khóa học thầy nè là hợp lý. <laughs> nói chung là trong khóa học trong khóa học của thầy là mấy bạn sẽ được luyện những cái bài này rất là nhiều luôn á. It's a variety of, food, of foods. ăn nhiều loại thức ăn. Aim for a balanced diet. nhắm đến cho một chế độ ăn uống cân bằng bằng việc bao gồm nhiều nhóm thức ăn khác nhau để đảm bảo là bạn có được nhiều kiến dinh dưỡng, cái là range of nutrients, rồi plan your meals, lên kế hoạch cho bữa ăn của bạn, Preparing meals in, hai 22, à, 22, đố mấy biết chọn đáp án nào? Nếu mà cho thầy quay về tầm hai năm trước là chắc thầy không sợ được một câu như 22 đâu, tại vì à, thầy à, cái dạng sọn như vậy á, là thầy phải đúc rút kinh nghiệm à, qua mấy năm mới sợ được cái kiểu này. Rồi, 22 đây thầy ghi nghĩa từng cộng cho mấy em nha có 22 Là kinh nghiệm tích lũy của thầy nè Rồi mấy em nhớ cho thầy nè In reality Hay là in practice Mình dịch là thực tế Trên thực tế Nhớ cho thầy mấy cụm này nha Trên thực tế Thì uh, hai cụm này nó sẽ trái nghĩa với in theory là trên lý thuyết còn câu B, in advance là trước đó, trước, trước đó hay là trước, in progress là trong, là gọi là gì ta, đang trong, uh, trong sự tiến triển á, đang trong quá trình. Rồi thì 4 đáp án ABCD đều đi được với in hết mấy em, thì mấy em coi 22 đây dùng in gì? đó này hơi bị hay nha mấy cái cầm ở đây thầy cho mấy em á là sau này giải đề gặp rất là nhiều á nên là nhớ kỹ nghiệm của từng cập nha in reality in practice in theory in advance in progress rồi mấy em coi 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 22 đáp án nào đúng nhất hay lắm nha tầm hai năm trước là thầy không soạn được cái kiểu này đâu phải uh, nắm uh, có kinh nghiệm như lắm á. nắm kiến thức rất là nhiều rồi 22 nè mấy em để nè plan your meals lên kế hoạch cho cái bữa ăn của bạn để nha đây là lên kế hoạch đúng không có nghĩa là chuẩn bị bữa ăn trước là đúng nhất câu này là câu B preparing meals in advance chuẩn bị bữa ăn trước đó in advance in advance thì nó cũng Na ná với chữ before chuẩn bị bữa ăn trước đó có thể giúp bạn đưa ra những cái lựa chọn lành mạnh hơn và tránh thức ăn nhanh hay là những cái đồ ăn vặt không lành mạnh thì câu này đúng nhất mình sẽ dùng câu B in advance câu B nha rồi stay hydrated uh, uống đủ nước nè giữ nước á stay hydrated giữ nước hay uống đủ nước đó. rồi 23 câu 23 là một câu về lượng từ rồi mấy em để nha ở đây water là danh từ khó em được danh từ khó em được đáp án nào đúng nhất để kem Đầu tiên nha, mình sẽ loại được chữ many, loại chữ many. À. Many cộng danh từ số nhiều. Loại luôn another, another cộng danh từ số ít. Rồi ở đây là plenty of hay là lot of. Đầu, 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 đầu tiên nha, nhiều bạn có thể chọn ô C, nhưng mà em nhớ thầy nè. Cái chữ này muốn mà cộng với danh từ á, thì nó phải là lot of hoặc là a lot of. Nhớ kể cho thầy nha. Nhiều bạn có khi nhớ không kể dưới này á là chọn sai, nhớ lots of hoặc là a lot of nó sẽ cộng với danh từ số nhiều hoặc là danh từ đếm được. Đây nó sai rồi. Nó sẽ là câu A. À, plenty of something thì em nhớ là plenty of sẽ cộng với danh từ không đếm được nha, câu A. Uống nhiều nước xuyên suốt cả ngày để hỗ trợ cho việc tiêu hóa digestion và sức khỏe tổng thể overall health. Đó. Rồi listen to your body Lắng nghe cơ thể của bạn Rồi 24 Rồi 24 Một câu khá là hay Rồi Ở đây mấy em để cho thầy nè Có bay với tu Rồi Cái này thì dễ nha Đừng có để sai Pay attention to something Là chú ý Ngoài ra câu B cũng là chú ý luôn Nhưng mà câu B sẽ đi với cụm Take notice of something Thì pay attention to something với take of something là giống nhau. Còn concern là mối lo ngại thì đề đại học nha. Theo kinh nghiệm giải đề của thầy là thầy cái chữ này nè, nó sẽ đi với raise là nhiều nhất. Đó là raise. Raise concerns. Giấy lên mối lo ngại nha. Đề đại học nó có thể đục lỗ chữ raise á. Câu A raise, câu B là rise hay gì á. Còn concentration, sự tập trung. Hồi xưa thầy hay đề đại học á. Đề đại học thầy, mãi đề của thầy vô cái chữ này nó sẽ ra cái cụm đó là lapse lapse of concentration là sự mất tập trung nha để đại học hồi xưa thì thi đó, nó ra cụm này mấy em kiểu đục lỗ chữ lapse thì mấy em nhớ là lapse of concentration sự mất tập trung á thì ở đây đúng nhất câu này nó sẽ là câu c pay attention to something chú ý nha rồi chú ý tới sự chú ý tới những dấu hiệu mà đói bụng và no bụng để giúp regulate giúp điều chỉnh cái thói quen ăn uống của bạn con này là câu c nhớ kể với thầy nha mấy cụm này nè sau này các em giải đề trường sở sẽ gặp rất nhiều á rồi tiếp nha hay quá tiếp à hãy hay nha tim cho thầy nha ui hãy 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 like ghi quá chạy quê đất thế này mà không thả tim thì buồn lắm nha <laughs> rồi tiếp nha rồi kick off your dream football adventure uh, kick off bắt đầu cái chuyến phiêu lưu bóng đá giấc mơ của bạn Are you ready to embark on an unforgettable journey? Bạn có sẵn sàng bắt đầu Impact con là bắt đầu á Bạn có sẵn sàng bắt đầu Một chuyến đi đáng nhớ cho Rồi câu này về trật tự từ tiếp nè em Mình cứ xét từ loại từng chữ trước nha Ở đây ultimate là tính từ á Ultimate có thể là cuối cùng Hoặc là Uh, tối thượng hoặc là tuyệt vời á ở đây mình dịch tuyệt vời nha football là danh từ experience là danh từ rồi ultimate là tính từ thì chắc chắn nó sẽ đứng đầu nha mình sẽ loại được câu c với câu d ultimate là tính từ thì nó sẽ cộng với danh từ ở đây là football experience hay là football club rồi ở đây đúng nhất là mình dùng câu ai mấy em, câu ai nha, trải nghiệm bóng đá uh, tuyệt vời, full club là có lạc bộ rồi mấy em dịch là sẽ thấy đây là cái chuyến phiêu lưu bóng đá thì nó phải là trải nghiệm nha, uh, bạn có sẵn sàng bắt đầu một chuyến đi đáng nhớ cho một trải nghiệm bóng đá tuyệt vời hay chưa? Uh, John Feller enthusiasts. tham gia cùng những người đam mê uh, thân quen từ trên khắp thế giới. around the globe. Nó giống với around the world. Trên khắp thế giới. Uh, khi bạn khám phá lịch sử phong phú. Và văn hóa sinh động. Của cái uh, trò chơi uh, tuyệt vời này. Thì đây không chỉ là một chuyến đi. Nó là một cái pyramid. Pyramid là một cuộc hành hương nha. Pyramid. Một cuộc hành hương. Cho những người fan đúng nghĩa. Book your adventure now. Uh, đặt chỗ cho chiến phiêu lưu của bạn bây giờ Và Rồi 26 Các em coi coi mình dùng uh, Chữ gì đây 26 Cứ comment nha nhiệt tình lên mấy em Xung lên xung lên Sắp thi rồi Rồi mấy em để nè Ở đây có chữ N đúng không Các em nhớ cho thầy Là chữ N Nó sẽ nói với những từ Đồng tính chất Nó thuộc cấu trúc song song á Nếu mà trước N là động tuyển mẫu Thì sau N cũng là động tuyển mẫu Trước N là vô in, sau N cũng là vô in. Rồi để ý nè, book. Cái động từ này đen chi nguyên mẫu đúng không? Thì ở đây đằng sau N cũng phải là một động từ nguyên mẫu luôn. Thì câu này đúng nhất, nó sẽ là câu B, winners nha các em. Ở đây là đặt chỗ cho chiến phi lưu của bạn bây giờ. Và chứng kiến uh, cái niềm vui của cuộc thi đấu ở một vài cái thành phố bóng đá nổi tiếng nhất renowned là nổi tiếng nó giống với chữ famous ở à, nơi mà những cái khoảnh khắc đáng nhớ đang chờ đợi rồi có 27 có này về từ loại nè 27 các em coi dùng con nào đây gì yeah. <laughs> thầy like cuốn quá hả có <laughs> 27 27 ở đây tours là danh từ rồi các em nhớ là trước danh từ mình dùng tính từ con này nó sẽ là câu c nha exclusive độc quyền. Các em nhớ chữ này là độc quyền nhé cũng khá là hay nhé Exclusive là cái uh, là là độc quyền á. Đây là sự độc quyền nè. là sự uh, loại bỏ rồi, exclusion. Rồi con này là câu C là với những cái uh, tour mà độc quyền. Insider access, truy cập nội bộ và curated itineraries và những cái hành trình được tuyển chọn rồi 28 ngữ pháp gì đây mấy em rồi mấy em cô kỹ con này nha cô 28 mà đọc kỹ nha 28 Câu uh, 28 coi kỹ nha Nắm 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 kỹ ngữ pháp này mấy em 28 Mấy em để nha Ở đây có chữ wish đúng không Chữ wish Thường thường mấy em nhớ cho thầy á Mấy cái giới từ nó đi với danh từ á Wish something thì ở đây mình phải xác định được cái ngữ pháp ở đây nè ở đây nguyên cục này phải xác định nó là một cụm danh từ nha nguyên cái cục chả ba lưỡi nè nó phải là cụm danh từ nó không được xuất hiện mệnh đề ở đây nha có nghĩa là nó không được phép xuất hiện động từ ở đây tại vì nếu mà ở chỗ giữa mà nó có cái động từ chen vô á là nó thành cái mệnh đề là nó sẽ sai ngữ pháp nha thì mấy em để nè có 28 thì nó là chen vô cái động từ đúng không thì bây giờ để tránh cái trường hợp nó ra cái mệnh đề Thì mình phải dùng cái gì? Mình phải dùng mệnh đề quan hệ đúng không? Tại vì nếu mà chọn chọn D nha Là nó bộc phát ra cái mệnh đề rồi Là nó sẽ sai cứ ngữ pháp ở đây Thì mình bắt buộc phải dùng mệnh đề quan hệ Tại vì mệnh đề quan hệ trong câu á Nó sẽ bộ nghĩa danh tự trước nó Thì lúc này nó sẽ hợp thành nguyên cầm danh từ luôn Thì ở đây con nào đây? Cô C hả? Cái mà thiết kế Ở đây là cái được thiết kế hay là cái tự thiết kế mấy em là ở đây là những cái tour rồi những cái truy cập nội bộ rồi hành trình được tuyển chọn được thiết kế thì đúng hơn đúng không rồi câu này đúng nhất là mình dùng câu a rút gọn mình đều quan hệ dùng với by đi nha designed ở đây nó sẽ bằng với which are designed đó thì lúc này mình dùng uh, rút gọn mình đều quan hệ là đúng nhất nha à? nghĩa uh, uh, Bi bị động which are designed là những cái hành trình được tiến chọn á, mà được thiết kế cho những người yêu bóng đá cuồng nhiệt. đó thì lúc này cái mình đậu hại ở đây nè, nó sẽ bộ nghĩa danh tự trước. thì lúc này là nó đúng ngữ pháp. Nguyên cái cục này nó sẽ là cầm danh từ rồi bạn sẽ trải nghiệm cái trò chơi như là chưa bao giờ trước đó. engaging tham gia vào meet meet and greet, tham gia vào những cuộc gặp gỡ và Uh, giao lưu với huyền thoại nè legends, uh, huyền thoại và đắm chìm bạn thân bạn, immerse, rồi đây có chìm immerse đúng không? thì em nhớ cho thầy uh, immerse, immerse là đắm chìm á, uh. immerse, đây là oneself in something nha, đắm chìm bản thân vào cái gì, chìm đắm bản thân, uh. immerse oneself in something hoặc là mình có thể dùng với somebody anh là chìm đắm bản thân vào vấn đề địa phương tất cả uh, đồng thời là tận hưởng một vài cái câu chuyện phím banter là chuyện phím chuyện phím thân thiện với những người ủng hộ thân quen rồi 30 rồi con này là liên quan tới một cái collocation với chữ opportunity mấy cái collocation này thì uh, cái này thầy uh, thấy đề minh họa là ra dễ à nên là mấy em làm bài tập nhiều nhiều quá làm tầm 100 cái collocation là sẽ nhớ kỹ nha thì <laughs> như là tổng hợp lại 100 collocation thông dụng á thầy nghĩ là vô làm đề chính thức là lấy điểm thôi là 30 đố em biết dùng collocation ở đây đố em biết luôn nha coi vậy thôi chứ dễ sai lắm à có <laughs> 30 coi vậy thôi chứ dễ sai nha thì trăm cái chứ nhiều mấy cái này là những học sinh trong rút kính của thầy là sẽ học rất là kỹ đó, collocation đó Robert Turdy thì mấy em nhớ cho thầy là dùng chữ Take nha Take an opportunity Là tận dụng cơ hội Cái nghĩa nó sẽ là Miss an opportunity Là bỏ lỡ cơ hội Mấy em nhớ kể cho thầy nha uh, Take an opportunity Tận dụng cơ hội Miss an opportunity Là bỏ lỡ cơ hội Thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu C à, Mấy em thấy không? Nhìn mấy chữ này dịch phát ra nghĩa đúng không nhưng mà không biết được cái collocation thì chỉ có lỗi thôi nên con này những cái cái như vậy nè thì mình sẽ dành thời gian mình luyện thêm á có thể là giáo viên mấy em có thể đưa bài tập thì luyện thêm còn không có thì ráng kiếm ở <laughs> đây là tận dụng cơ hội để elevate nâng cao cái fandom cộng đồng fan bóng đá và tham gia cùng chúng tôi trong việc tổ chức hay là tôn vinh cái tinh thần bóng đá trên khắp thế giới. So what you are waiting for? Vì vậy bạn đang chờ đợi điều gì? Đừng chỉ xem trận đấu mà hãy là một phần của nó. Câu này là câu C nha. Take an Rồi, à, hãy like xong rồi nha mấy em. Ở đây bạn nào mà chưa có file á, mấy bạn bên top top nè, hay bên YouTube bên YouTube á mà muốn lấy file mà có bản từ vựng như vậy á, nên có thể qua bên cái uh, phở bò của thầy nha. Thầy có tặng file cho em á à, 50 cái từ vựng à, quan trọng trong à, cái à, buổi live hôm nay á Ở đây bạn nào mà thấy hay thì à, nhớ à, cho thầy à, một tim nha <laughs> à, Ở trên fanpage là thầy à, sẽ like tầm 30 câu đúng không thì mấy bạn mà muốn làm mấy cái bài tập này xin xịn như vậy nè còn có collocation là làm riêng Rồi mấy cái dạng như vậy Thì mấy em có thể à, đăng ký khoa học của thầy á như trong khóa học của thầy nha là sẽ một buổi như vậy là sẽ làm tầm 50 câu bản từ vận là sẽ 100 100 từ luôn chứ không chỉ là 50 từ thì sẽ học và rất là nhiều đó hiện tại là từ tháng tháng 11 cho tới tháng 2 năm sau là học một tuần 4 buổi như vậy nè còn từ mà tháng tháng 2 năm sau cho tới tháng 6 thì đại học là một tuần học 5 buổi luôn là luyện đọc và luyện đề đó thì ở đây bạn nào muốn nâng trình thêm cái uh, uh, việc luyện đề ấy, hay là luyện đọc thì hãy tham khảo khóa học với thầy nhé hiện tại bên đây đủ ưu đãi mức này á bạn nào muốn được tư vấn thêm thì cần nhắn tới fanpage để thầy uh, tư vấn cho nhé cái thầy uh, sẽ uh, cố gắng không để cho thất vọng <laughs> rồi còn bên bò, ở bên fanpage thì thầy hình khoảng vẫn có like giống như là hãy có like phần này nè thì uh, lâu lâu thầy lai thì các em hãy uh, cứ cố gắng uh, tận dụng mà học những kiến thức bổ ích. Uh, thầy sẽ hỗ trợ mấy hết mình. Thôi còn bây giờ thì thầy uh, chào tạm biệt mấy em nha. <laughs> uh, bạn nào mà uh, sắp tới thì dư kỳ thì thầy chúc mấy em thi tốt nha. Chúc em thi tốt mà. chúc chúc chí hành thi tốt nha. Chúc mấy em thi tốt, uh, tốt, tốt nha. Bạn nào sắp thi thì thầy uh, chúc mấy em thi tốt nha. <laughs> bye bye mấy em nha. Tạm biệt các em.